khám phá những ưu việt của TN, tính năng điều khiển bằng núm xoay. Hãy xem núm điều khiển độc đáo này, nhờ đó mà chiếc máy lọc nước ion này rất dễ sử dụng. Chỉ cần xoay núm để lựa chọn chế độ nước theo ý muốn, núm xoay có thể đổi màu theo mức pH bạn đang chọn. Thật là mới mẻ, thú vị. Chẳng cần do dự nữa, chọn TN thôi. TN mang lại cho bạn nguồn nước ion kiềm dầu hydro nhất, tốt cho sức khỏe nhất trên thế giới mà không hãng nào sánh bằng.